Chào mừng các bạn đến với kênh KDChan. Crayon Shinchan là một thương hiệu truyện tranh, phim hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới, có nội dung xoay quanh cuộc sống của cậu bé 5 tuổi, Shinosuke. Nếu đã là tín đồ cuồng nhiệt của series anime này, chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với hình ảnh một cô bé mặc váy xanh bí ẩn tên là Shinko. Những thông tin về xuất thân của nhân vật này chưa từng được tiết lộ, và điều này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và tranh luận từ các thành viên trong cộng đồng của fan Crayon Shinchan. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng mình tìm hiểu về nhân vật Shinko nhé. Giờ thì, cái gì go! 1. Shinko là ai? Nhân vật Shinko chỉ có mặt trong phiên bản anime và hoàn toàn không xuất hiện trong manga. Cô bé xuất hiện lần đầu trong tập phim 651, phát sóng ngày 5 tháng 12 năm 2008. Tập phim bắt đầu với phân cảnh mẹ Shin cho em bé Himawari chơi tại công viên. Bỗng nhiên, cô bé Shinko xuất hiện và chơi đắp cát với bé Himawari. Shinko là một cô bé gái khoảng 5 tuổi, với mái tóc nâu và mặc chiếc váy có màu xanh da trời. Trên đầu cô bé luôn xuất hiện một đám mây có hình thù kỳ lạ. Xem kỹ hơn chút thì trông nó giống như một hình xoắn ốc, chóp nhọn. À không, đó là hình cục phân. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, cục phân đó. Và nó luôn luôn di chuyển theo cô nhóc bất kỳ đâu. Không chỉ chi tiết này, rất nhiều chi tiết khác về Shinko có liên quan đến biểu tượng toilet. Quay lại lần đầu tiên xuất hiện của cô bé thì ta có thể thấy Shinko và em Himawari đã đắp cát thành hình cục phân. Cả cái cách mà cô nhóc biến mất cũng lạ lùng như cái cách mà cô xuất hiện. Đó là chui vào toilet của nhà Nohara. Khi giao tiếp với mọi người, Shinko có cách nói chuyện khá bí ẩn, có vẻ như đang che giấu bí mật gì đó. Cô hiểu rất rõ về gia đình Nohara, đặc biệt là bé Hima. Chi tiết này đã được thể hiện ở những phân cảnh sau. Đầu tiên, khi lần đầu gặp mẹ con Himawari, Shinko đã gọi đúng tên của em bé Himawari trước cả khi mẹ Misae giới thiệu. Tiếp theo, khi tới nhà của Shin, cô tiếp tục làm mẹ Misae bất ngờ bằng việc biết chỗ cất tã của Himawari. Thậm chí trong tập phim 659, khi Shinko đến thăm trường mẫu giáo của Shin, cô nhóc có thể nói rõ tính cách của từng người trong đội phòng vệ Kasukabe, dù chưa từng quen biết ai trước đó. Tuy nhiên, khi bị mọi người chất vấn, Shinko lại nói rằng cô biết điều đó là nhờ nhìn vào khuôn mặt của mỗi người. Biết rõ người khác là thế, nhưng mỗi khi có ai thắc mắc về thông tin cá nhân của mình, Shinko sẽ lại từ chối tiết lộ và nở một nụ cười đáng sợ. Những cử chỉ và hành động của cô nhóc này rất giống với cô Shin. Shinko có cách nói chuyện khá ư là cợt nhả, thích chọc tức người khác và thường xuyên dùng sai từ ngữ, và bản thân cô cũng rất thích làm những hành động nghịch ngợm và vô tri. Ở một khía cạnh khác, Shinko là người rất sâu sắc và hiểu chuyện. Khi đến nhà Nohara chơi, cô bé nhận việc chăm sóc Himawari để mẹ Misae có thời gian làm việc nhà. Trong tập 690, bác hàng xóm đã tặng Shin một chiếc bánh flan và dặn cậu nhóc rằng hãy chia sẻ với bé Himawari. Tuy nhiên, cu Shin lại bày trò để ăn mảnh một mình. Shinko sau khi biết qua chuyện đã bắt cu cậu phải chia sẻ chiếc bánh với em gái Himawari. Trong một tình huống khác, khi này nhiếp ảnh gia Musae, em gái của mẹ Misae, đã trở nên buồn bã và thất vọng vì thất bại trong một cuộc thi ảnh. Chính Shinko đã giúp dì Musae lấy lại tinh thần và tiếp tục theo đuổi đam mê chụp ảnh. Một trang web chuyên cung cấp kết quả bài test MBTI của người nổi tiếng đã đánh giá Shinko thuộc nhóm INFJ. Mình xin giải thích thêm, INFJ là những người xem việc giúp đỡ người khác và lên tiếng vì lẽ phải là sứ mệnh của mình. Họ còn được gọi là người bảo vệ, người biện hộ. Điều này cũng khá hợp lý với tính cách của Shinko mà chúng ta vừa phân tích ở trên. Trong nhà Nohara có một thành viên trong gia đình mà cô nhóc đặc biệt rất quan tâm và hiểu rõ, đó là em bé Himawari. Shinko nắm rõ sở thích của em bé, thích chơi cùng với em bé, du ngủ và thậm chí còn thay tã cho em. Shinko thường chơi với Hima bằng con búp bê hình con sâu đeo mắt kính. Các bạn hãy nhớ rõ kỹ món đồ này bởi vì nó sẽ liên quan đến một chi tiết rất thú vị mà mình sẽ nói ở đoạn sau của video. Bên cạnh đó, cô nhóc cũng rất quan tâm đến chuyện Himawari có được yêu thương và chăm sóc đầy đủ khi ở với gia đình Shin hay không. Cô bé thường hỏi Shin và mẹ Misae những câu hỏi rằng Himawari có phải là con gái nhà Nohara không? Mẹ Misae có phải là mẹ ruột của Himawari hay không? Trong tập phim 661, Shinko đã làm nguyên một game show hỏi đáp với mẹ Misae để kiểm tra xem mẹ hiểu bé Hima đến mức nào. Bộ anime Crayon Shinchan đã tiết lộ cho chúng ta một chút thân thế của Shinko ở tập phim 690. Khi cô Shin đã hỏi Shinko đến từ đâu, cô bé trả lời rằng cô đến từ tương lai. Thêm vào đó, ta cũng có thể thấy Shinko sở hữu rất nhiều món đồ kỳ lạ có ở tương lai. Đầu tiên đó chính là cỗ máy thời gian để cô nhóc có thể quay về quá khứ. Tiếp theo, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy Shinko thường đeo trên tai một vật nhìn giống như một nút bông giữ ấm, nhưng thực chất đó là hai chú chó có tên là Zu và Nia. Zu và Nia có vẻ ngoài rất giống chú chó Bạch Tuyết của Shin, nhưng với kích thước mini. Đây là phân cảnh khi hai chú chó gặp Bạch Tuyết. Quá là đáng yêu phải không nào? Hai chú chó này còn có khả năng nói tiếng người nhờ vào một thiết bị có tên là máy dịch tiếng chó, được đặt ở vòng cổ của chúng.
Một chi tiết kỳ lạ khác về nhân vật Shinko đó là ở cuối tập phim 683A, lấy bối cảnh ở một ngôi nhà kỳ lạ giữa rừng. Trong phân cảnh này, Shinko đang vừa ăn kem vừa nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn. Chúng mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của chi tiết này là gì. Và đó là toàn bộ những thông tin chúng mình thu thập được về nhân vật Shinko qua các tập phim. Sau khi phân tích kỹ, bản thân mình cảm thấy khá hoang mang và phân vân không biết bên nào kỳ lạ hơn. Shinko với những cử chỉ và hành động kỳ quặc, hay việc nhà Nohara để cho một cô bé lạ hoắc không hề quen biết, hành động và lời nói thì đáng ngờ, cười thì đáng sợ. Đã vậy còn biết rõ tên tuổi của mình, biết rõ vị trí đồ đạc trong nhà để cô ấy đi vào nhà như thế. Quay trở lại vấn đề xuất thân của cô bé Shinko, thứ đã trở thành một bí ẩn rất lớn của Crayon Shinchan. Trên các page như crayonshinchan.fandom.com hay Quora, chủ đề này thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ những người hâm mộ. Cộng đồng fan thì không ngừng đặt ra các giả thuyết về lý giải cho nguồn gốc cũng như là lý do quay về quá khứ của Shinko. Sau đây chúng mình sẽ trình bày cho các bạn những giả thuyết hợp lý và được nhiều người tán thành nhất. 2. Những giả thuyết về Shinko. Giả thuyết 1. Shinko là Himawari trong tương lai. Đây là giả thuyết được rất nhiều người đồng tình. Giả thuyết này cho rằng Shinko chính là Himawari, 5 tuổi. Cô bé đã quay về quá khứ để gặp lại anh trai và gia đình của mình. Giả thuyết càng thuyết phục hơn khi trong vài cảnh phim, Shinko đã buột miệng gọi Shin là Oni-chan, anh hai ơi. Nhưng ngay lập tức đã sửa lại thành Onigiri, cơm nắm. Khi mẹ Misae hỏi tên cô bé trong lần gặp đầu tiên, cô bé đã nói ra từ Hima, nhưng sau đó lại sửa thành Shinko, nên rất có khả năng đây chỉ là một cái tên giả do cô bé bịa ra. Vậy cô bé đã quay trở về quá khứ như thế nào? Trong movie Shin, cậu bé bút chì và vị hôn thê đến từ tương lai, khi Tamiko quay về quá khứ gặp Shinchan 5 tuổi bằng cách sử dụng một thiết bị giống cỗ máy thời gian, và trong cảnh cuối cùng của phim, cỗ máy thời gian đã bị bỏ lại với Shin và sau đó Himawari đã giữ nó. Có thể cô bé đã sử dụng cỗ máy này để đi về quá khứ. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chi tiết khó hiểu cần được làm sáng tỏ. Ví dụ như Shinko sở hữu những phát minh rất hiện đại nhưng ngớ ngẩn như là máy dịch tiếng chó. Liệu một đồ vật như vậy có thể nào được phát minh trong tương lai 5 năm sau? Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, đó là tại sao cô bé lại muốn quay về quá khứ? Trong tập phim 661, cô bé đã kể chuyện về một người bạn của mình cho Shin nghe. Nếu chúng ta hiểu theo hướng rằng Shinko đang cố tình che giấu thân phận, thì người bạn ở đây chính là bản thân cô, Shinko, hay đúng hơn là bé Himawari, 5 tuổi. Trong tương lai, vì bị la mắng nên Himawari đã thắc mắc không biết mẹ Misae có phải là mẹ ruột của mình không, mình có được yêu thương không? Để kiểm chứng, cô đã xuyên không về 5 năm trước. Đây cũng là lý do tại sao Shinko lại hiểu rất rõ về Himawari, cũng như thường xuyên kiểm tra em bé Himawari có được chăm sóc đầy đủ tại nhà Nohara hay là không. Giả thuyết 2. Shinko là bạn của Himawari trong tương lai. Theo một giả thuyết khác, nếu câu chuyện Shinko kể là về bạn của cô là thật, thì có thể người bạn đó chính là Himawari, 5 tuổi. Vì Himawari bị mẹ mắng nên cô bạn thân Shinko đã quay về quá khứ để giúp đỡ Hima, kiểm tra xem liệu mẹ Misae có thật sự là mẹ của người bạn thân hay không. Giả thuyết 3. Shinko là con gái của Shin. Như tiêu đề, giả thuyết này cho rằng Shinko chính là con gái ruột của Shinosuke trong tương lai. Có thể là vì con của siêu quậy vùng Kasukabe, thế nên Shinko có cách nói chuyện cũng như những hành động, cử chỉ rất giống Shin. Hơn nữa, khi gặp dì Musae, cô bé đã gọi dì là bà cô. Vậy nếu bố của Shinko thật sự là Shin, vậy thì mẹ cô bé là ai? Lúc này chúng ta lại có hai nhánh nhỏ khác. Giả thuyết đầu tiên nói rằng mẹ của Shinko chính là Tamiko. Nếu như bạn đã theo dõi movie Shin cậu bé bút chì và vị hôn thê đến từ tương lai, bạn sẽ biết rõ Tamiko chính là vị hôn thê tương lai của Kushin. Một bằng chứng đáng tin cậy khác là cái tên Shinko. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy đó là cụm từ được ghép từ Shin trong Shinosuke và Ko trong Tamiko. Shinko cũng có màu tóc giống với Tamiko, và đặc biệt là Tamiko đang sở hữu cỗ máy thời gian, nên có thể chính Shinko đã sử dụng nó để quay về quá khứ. Giả thuyết thứ hai lại cho rằng mẹ của Shinko chính là AI. Đó là do Shinko rất giàu có, sở hữu nhiều phát minh đến từ tương lai. Nhưng thật ra nếu cô bé là con của Tamiko, cô bé cũng sẽ rất giàu, bởi vì Tamiko đã được thừa hưởng tài sản của cha sau khi cha cô bị bắt. Tuy vậy, toàn bộ giả thuyết này đều có một vấn đề, đó là nó không giải thích được tại sao Shinko lại đặc biệt hiểu rõ và quan tâm đến Himawari lúc nhỏ. Và đó là những giả thuyết hợp lý nhất về thân thế của cô bé Shinko. Tuy nhiên vẫn còn một chi tiết vô cùng thú vị nữa mà có thể liên quan đến chủ đề này. Bạn có còn nhớ con búp bê Shinko tặng Himawari mà chúng mình đã nhắc đến ở trên không? Trong tập 661 của phiên bản anime, khi Shinko để lại món đồ chơi cho Himawari và đi đến toilet để quay về tương lai, em bé Himawari đã ném món đồ chơi vào toilet và nó đã biến mất cùng với Shinko. Thế nhưng vào buổi chiều hôm đó, khi đi làm về, bố Hiroshi đã tặng Himawari chính con búp bê đó. Quá là hách não phải không nào? Vậy là video đang dần đi đến hồi kết. Về Shinko, nhân vật này đã trở thành nhân tố mới trong phiên bản anime, thu hút thêm rất nhiều sự quan tâm của khán giả đối với Crayon Shinchan. Hy vọng rằng chúng ta có thể biết thêm thông tin về thân thế của cô bé bí ẩn này trong tương lai.
Nếu các bạn có thêm giả thuyết nào về nhân vật này, hãy nói cho tụi mình được biết thông qua phần comment ở dưới video. Để biết thêm về những chi tiết thú vị trong Grand Shinchan, bạn hãy theo dõi loạt video tiếp theo của tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Chan. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!